triệu khai thái hóa ra ông muốn tôi đi quản lý xưởng gỗ của ông điều này khiến tôi vô cùng phấn khởi trong lòng nhưng trên mặt tôi chỉ có thể tỏ ra miễn cưỡng được thôi tôi sẽ thử xem sao tôi tin chắc con sẽ không làm tôi thất vọng đâu thời gian qua cực nhọc con quá về nhà nghỉ ngơi đi không cần đâu tất cả mọi người đều cố ở lại bệnh viện với tôi tôi đi đây triệu viên viên cũng léo đéo đi theo ra ngoài cho đến lúc này triệu mẫu mới cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng xưởng gỗ là của nhà mình mà sao lại giao cho dương đại bảo quản lý chứ tôi thừa nhận anh ấy rất tốt nhưng dù sao anh ấy vẫn chỉ là con rể, là người ngoài mà. Nếu không cho anh ấy thì cho ai? Cho thằng con hoang đường của bà. Bà triệu không trả lời được gì, nhưng vẫn cố khăng khăng. Con trai dù có vô dụng, nhưng vẫn là con ruột của mình. Tôi biết bà đang nghĩ gì. Yên tâm đi, tôi phân biệt rõ ràng xa gần thân sơ. Dương đại bảo chỉ là tạm thời thay tôi mà thôi. Sưởng gỗ này là đối tác hợp tác của tôi bao năm qua, đều là bạn bè thân thiết của tôi. Chỗ này là của tôi, ai cũng không lấy được nó, kể cả Dương đại bảo. Hơn nữa, nếu không cho Dương đại bảo một chút lợi ích, hắn chắc chắn sẽ ly hôn với Viên Viên. Bây giờ tôi phải dùng nhà máy gỗ này để giữ chân hắn. Mỗi tháng hắn đi làm chỉ vài đồng, tôi không tin hắn không thích nhà máy gỗ. Lão Triệu, anh vẫn xem xét rất kỹ càng. Đương nhiên rồi, không phải tôi làm ăn bao nhiêu năm vô ích đâu. Điều duy nhất tôi hối tiếc là sinh ra đôi con không đáng tin cậy này. Gia đình bất hạnh, tôi cũng không biết, sau này bộ mặt giả nua này đặt đâu cho phải. Mặt khác, Triệu Viên Viên đi theo tôi về nhà. Đột nhiên là từ phía sau ôm chầm lấy tôi, nói khe với giọng van xin, anh yêu, em biết lỗi rồi, anh tha thứ cho em được không? Em hứa đây là lần cuối cùng. Sau này sẽ không bao giờ nữa, từ bây giờ, Chúng ta vợ chồng sống tốt đẹp với nhau nhé. Tôi quay người đẩy cô ta ra. Mí mắt cũng nên phun ra bà chữ, cô xứng đáng sao? Dương Đại Bảo, chúng ta thực sự không thể quay lại sao? Cho em một cơ hội được không? Tôi không trả lời, chỉ chừng chừng nhìn Triệu Viên Viên. Triệu Viên Viên lại tưởng tôi đã ngồi giận, một lần nữa tiến lại gần, nhẹ nhàng nhiều lấy vạt áo tôi, nhỏ giọng nũng điệu, anh yêu, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhé. Từ nay về sau chúng ta sống thật hạnh phúc nhé. Ngày trước, dù Triệu Viên Viên gây ra chuyện lớn đến đâu, chỉ cần cô ấy nũng điệu với tôi, tôi luôn tha thứ. Nhưng lần này, tôi lại tàn nhẫn đẩy triệu viên viên ra. Tôi nghĩ chúng ta cần bình tĩnh lại. Vậy thôi. Nói rồi. Tôi quay người thẳng vào phòng làm việc. Và khóa trái cửa lại. Hoàn toàn không cho triệu viên viên cơ hội. Khuôn mặt triệu viên viên. Nhanh chóng u ám lại. Dương đại báo, người chờ ta. Đợi ba chú nguôi giận. Rồi coi tôi xử lý anh thế nào. Tin nhắn Hà Văn Hân gửi trong phòng. Dương đại bảo, anh đang ở đâu? Tôi ở nhà, nhớ anh quá. Em sang tìm anh nhé. Triệu viên viên cũng ở đó à. Hạ Văn Hân im lặng khoảng một phút rồi hỏi tiếp hai người đã cãi vã dữ dội rồi mà sao anh còn sống chung với à và còn tiếp tục giả bộ hòa thuận với à sao anh định bao giờ mới ly hôn với à khốn chịu viên viên sau này sẽ ly hôn nhưng chắc chắn không phải bây giờ gánh nặng thực sự mới chỉ bắt đầu lúc này sao có thể ly hôn được chứ em nghe nói bố triệu viên viên nhập viện việc này là do anh làm phải không chuyện này không liên quan gì đến anh cả chuyện triệu khai thái bị đột quỵ là do bị kích động nói thẳng ra tôi chỉ là con rể của triệu, triệu khai, khai thái, thái không thể vì mạng sống của tôi mà rơi vào cảnh này ấy là do bị con gái kích động thôi có gì liên quan tới tôi khi nghe anh nói như vậy Tôi càng có thể xác định Điều này chắc hẳn nằm trong kế hoạch của anh rồi Có thể anh chưa nhận ra Hầu hết lúc anh nói chuyện với tôi Đều dùng ngôn từ gọn gàng Nhưng khi liên quan đến vấn đề quan trọng Đặc biệt là khi anh muốn lấy lại chủ động Mặc dù anh cố giữ thái độ bình tĩnh Anh cũng sẽ vô thức giải thích Và nói nhiều hơn thường ngày Thậm chí còn viết thành đoạn dài Đôi lúc còn dài dòng sung sẻ Theo nhận định của tôi Anh chỉ có xu hướng như vậy Đối với những ai thân thiết Còn lại anh chả thèm quan tâm không hề dài dòng nghe vậy tôi im bặt phải thừa nhận hà văn hân thật là người thông minh ngay cả tôi cũng bị cô ta bắt chót qua những chi tiết nhỏ ấy vậy từ giờ trở đi nếu muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch trả thù trong bóng tối của tôi tôi buộc phải sửa những khuyết điểm nhỏ này cảm ơn đã nhắc nhở tôi sẽ sửa đổi thôi tôi giúp được anh là tốt rồi sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với hà văn hân tôi bắt đầu phản ánh và rút kinh nghiệm từ kế hoạch trả thù trước tiên tận dụng hà văn hân để phơi bày sự thu hằn giữa triệu viên viên và tiêu khải trong lễ cưới làm cho cặp vợ chồng chó này thất bại mất danh dự thứ hai thông qua các biện pháp của mình để gửi video cho triệu khải thái để thu hút sự chú ý của ông sau đó trực tiếp gửi video lên nhóm gia đình hết triệu khải thái người luôn giữ hình tượng phải tức giận đến nỗi diện tim cuối cùng những ngày nằm viện này tôi giả vờ vất vả hết mình tận tâm tận lực trực tiếp đi lại lo toàn hết việc đóng vai trò con rể tốt chu đáo khiến triệu khải thái khi con gái bất hiếu và con trai vô dụng chủ động trao cho tôi quản lý xưởng gỗ của mình thực ra tôi biết rõ Triệu Khải Thái đang nghĩ gì? Chẳng qua là muốn dùng sưởng gỗ để cố giữ lại hoặc phá vỡ. Quyết tâm của tôi ly hôn với Triệu Viên Viên mà thôi. Điều Triệu Khải Thái không biết là tất cả những điều này vốn đã nằm trong kế hoạch của tôi. Vì ông dám giao sưởng cho tôi. Vậy hãy sẵn sàng phá sản đi. Đừng trách tôi, hãy trách ông đã sinh ra một cô con gái tốt. Hừ, con gái ông dám để tôi đội lốt Tôi xưởng. chắc chắn sẽ khiến gia đình ông phá sản, người ta nhà nát. Cho đến bây giờ, kế hoạch trả thù của tôi đã tiến triển rất thuận lợi. Nhưng đồng thời, tôi rất rõ ràng biết rằng, một người càng tiến gần đến thành công Thì thường là lúc gần thất bại nhất Điểm yếu ở đâu? Đầu tiên là tôn nhị cầu là hắn lắp đặt camera giám sát đó Hắn cũng là người đầu tiên biết tôi muốn trả thù triệu viên viên Nhưng với tính cách tự ti nhưng vẫn cố làm ra vẻ Nếu không để nỗi tuyệt vọng Hắn sẽ không tiết lộ điều này Tất nhiên, để phòng ngừa trong thời gian tới, tôi cần tiếp tục duy trì mối quan hệ bình thường với Tôn Nhị Cầu. Tôi sẽ tiếp tục giả vờ không biết gì. Về chuyện kinh tởm giữa hắn và Triệu Viên Viên, tôi phải khiến Tôn Nhị Cầu tin rằng tôi vẫn coi hắn là bạn tốt. Chỉ như vậy mới có thể tiếp tục giữ chân Tôn Nhị Cầu. Điểm yếu thứ hai là đường link video tin tức tôi đã gửi và Hà Văn Hân, hai vấn đề này bây giờ có thể kết hợp lại. Cuối cùng cũng là Hà Văn Hân tiết lộ video ở hôn lễ mà, mọi người đều nghĩ tôi không biết trước. Tôi đóng vai nạn nhân xuất sắc. Trong tình huống này, mọi người sẽ nghĩ đương nhiên rằng đường link video tin tức tiếp theo chắc chắn cũng do Hà Văn Hân làm. Hà Văn Hân thay tôi gánh chảo đen và trong thời gian ngắn, tôi vẫn cần cô ta tiếp tục gánh cái chảo đen lớn đó. Hà Văn Hân cũng giống tôi, đều là nạn nhân của Tiêu Khải và Triệu Viên Viên. Cặp đôi chó đẻ kia, cô ta có vài kẻ thù chung với tôi. Cô ta đang không có lý do để chống đối tôi, nhưng phòng xa vẫn hơn. Vì vậy, tôi cần củng cố mối quan hệ với Hà Văn Hân. Để làm vừa lòng Hà Văn Hân, tôi trực tiếp đặt trên điện thoại một túi hiệu trị giá 60.000. Phụ nữ mà, chẳng phải thích những thứ này Cái sao? Cái này có lẽ có thể tạm thời ổn định Hà Văn Hân. Sáng hôm sau, tôi vừa bước ra khỏi phòng làm việc định đi rửa mặt. Triệu Viên Viên liền vội vàng đi tới, "Anh yêu, đã thức dậy rồi à? Đêm qua lại thức khuya làm việc à? Mệt quá đi, em làm bữa sáng rồi đấy, mau rửa mặt ra ăn nào." Tôi nhìn với vẻ mặt khó hiểu, không gật đầu cũng không từ chối. Khi tôi rửa mặt xong ra ngoài, Triệu Viên Viên vui mừng nói, "Anh yêu à, em làm trứng ốp lết rồi đấy, cháo gạo lứt, sữa nóng và bánh mì nữa." anh nếm thử đi mà triệu viên viên nhìn tôi đầy mong đợi tuy nhiên cô ấy đã hụt hẫng tôi không thèm nhìn cô ấy đi thẳng ra ngoài luôn từ đầu đến cuối tôi không nói với triệu viên viên được nửa lời nụ cười trên mặt triệu viên viên nhanh chóng nguội lạnh đây là lần đầu tiên trong vài năm kết hôn cô ấy tự tay làm bữa sáng cho tôi cô ấy rất trông đợi nhưng rõ ràng chỉ có sự lãnh đạo thậm chí là sỉ nhục đáp trả lại điều này đã vượt quá giới hạn chịu đựng tâm lý của triệu viên viên đổ khốn đàn ông vô tâm đê tiện uổng công tôi tất bật từ sáng sớm cho mặt mà không cần mặt à vào lúc này có tiếng lách cách tôi đột ngột đầy cửa bước vào triệu viên viên lập tức hoảng hốt vội vàng nói anh yêu nghe em giải thích đã không phải như anh nghĩ đâu cô ấy chưa nói hết câu tôi lại quay người rời đi một cảm giác tức tối thất vọng vô cùng lớn nhanh chóng dâng trào khắp người triệu viên viên đầy hối tiếc mất mát tôi cố tình làm thế chính là để tiếp tục trong thùng hàng phòng ngự tâm lý của triệu viên viên để chuẩn bị cho kế hoạch trả thù tiếp theo của tôi lúc này tôi rút điện thoại ra nhắn tin cho hà văn hân triệu viên viên hôm nay rất có thể sẽ đến công ty tám giờ ba sáng triệu viên viên đúng giờ đến công ty làm việc nhưng bỗng thấy đồng nghiệp nhìn mình lạ lắm kỳ quật triệu viên viên thoát mất một hồi cảm thấy có điều chẳng lành sau đó hà văn hân lao tới may loại người bị ổi còn dám mặt dày đến công ty à hà văn hân soi kỹ triệu viên viên không chút thương xót cơ bản mày có biết chưa nhỉ ta đã kể hết cho toàn bộ công ty nghe từng người tức là mọi người nghe chưa hả triệu viên viên run lên khắp người cô muốn đi nhưng hà văn hân chặn đường cô ấy mọi người coi kỹ đã đây là cô bạn thân của tôi cô ta âm mưu với bạn trai cũ của tôi có thể ai cũng chưa biết ban đầu tôi với bạn trai cũ là nhờ triệu viên viên giới thiệu ai biểu mình là con người bỉ ổi mày có hiểu chữ bỉ ổi không hả mở to mắt nhìn kỹ nhìn triệu viên viên mọi người mới biết ai mới là kẻ bỉ ổi thật sự ăn dưa xem nói nhiệt là bản chất của gần như mọi người đặc biệt khi hà văn hân kể chuyện kinh khủng như vậy lôi cả tầng công ty gần như mọi người đều chạy tới ánh mắt họ nhìn triệu viên viên đây trao phúng phẫn nộ và giễu cợt thậm chí xem thường những ánh mắt khiến triệu viên viên như chút giận biển bắc triệu viên viên tức giận hà văn hân đừng quậy nữa Đừng quá đáng. Sao cô làm được tôi không nói được? Tại sao tôi có thể đảm bảo với mọi người, video của tôi thật và hợp pháp? Bởi vì video này tôi phát tại đám cưới của mình. Trực tiếp tiết lộ. Nói xong, đồng nghiệp xung quanh không kiềm chế bàn tán. Video bạn gái và người yêu cũ tại đám cưới. Quá đau khổ. Làm rất hay, khuôn mặt Triệu Viên Viên tài mét. Hà Văn Hân, bây giờ đang làm việc. Sao là mồn thế, có công ty như nhà. Tôi thấy không sao cả, tôi đã nộp đơn xin nghỉ rồi, chỉ đợi duyệt thôi, tôi sợ chi được. Cô đang đẩy tôi vào ngõ cụt phải không? Gia đình tôi cũng nhận được video rồi, cũng do cô gửi phải không? Nghe vậy, Hà Văn Hân ban đầu ngạc nhiên, sau đó hiểu ra ý đồ, hắn đoán được tại sao Tôn Khai Thái phải nhập viện vì đột quỵ tim. Đây là một mờ lớn. Nhưng Hà Văn Hân không quan tâm, nếu tôi làm, cô có thể gì được tôi? Chính cô làm những việc xấu xa. Tôi, người bạn thân của cô, tôi cảm thấy mình nên cho gia đình cô biết những gì cô làm trong những năm qua, có vấn đề gì không? Triệu Viên Viên chỉ cảm thấy tròn váng. gia đình biết những xấu xa của cô ấy, bây giờ đồng nghiệp cũng biết hết rồi như vậy còn hơn chết thôi bây giờ cô ấy không còn mặt mũi ở công ty nữa chạy mà không dừng lại hà văn hân gọi đuổi theo sau triệu viên viên nghe đây sau này suốt đời tôi sẽ theo dõi cô cô làm việc ở bất cứ công ty nào tôi cũng sẽ gửi video cho họ tôi đã đánh tiếng với trung đô công nghệ tôi tự mình vào phòng quản lý của đường hữu đức ông đường tôi muốn nói chuyện đường hữu đức cao mày anh lại muốn làm trò nghịch gì tôi bảo anh đây tin tôi yếu không chịu nổi áp lực đừng ép buộc tôi chuyện tim anh liên quan gì tới tôi đừng đến đây làm trò vô vị chuyện đầu tiên anh cho tôi mượn 20 ngàn để trả lại tôi anh. Tôi chuyển trực tiếp cho đường hữu đức qua ủy chất. Đường hữu đức nhiều mày. Chưa vội lấy tiền. Dương Đại bảo, tháng sau mới lĩnh lương. Tiền đâu ra, tuy không phải người giàu. Nhưng anh không cần trả tôi vội thế. Anh dùng trước đã, không đủ nhờ tôi. Không đủ thì nhờ tôi, tôi chỉ thấy ấm lòng. Nhưng lời nói lại không xuông. Ừ tôi thiệt thòi tiền. Thiếu một tỷ anh cho tôi đi. Anh nói cái gì vậy, không được suy nghĩ sao nếu tôi có một tỷ thì làm gì ở đây chịu sự quản lý và phiền nhiễu của khách hàng cả ngày anh cho tôi đi đi nói điều thứ hai điều thứ hai rất đơn giản ông đường cho tôi tiện ít xíu từ hôm nay có thể tôi sẽ chuyển sang bán thời gian thực sự rồi đường hữu đức ngỡ ngàng cảm giác không được tốt làm đâu dương đại bảo chúng ta quen biết bao năm rồi trước kia anh là kiểu người tài mà không có cơ hội chính tôi đưa anh vào công ty cũng chính tôi giúp anh bước dần trở thành trụ của kỹ thuật nhiều năm nay tôi luôn tốt với anh mà anh muốn nghỉ thì nghỉ muốn làm việc ở nhà thì làm cần tiền thì tôi cho mượn nhưng cuối cùng anh lại làm trò này với tôi phải không họ phải cười nhạo tôi tôi chỉ hỏi một câu thôi anh đồng ý hay không cho tôi lý do một câu dương đại bảo tôi hiểu anh dù anh hay cư xử không đúng mực với tôi nhưng anh không thể vô duyên đưa ra yêu cầu này cũng không thể trốn đi làm việc riêng được cuối cùng có chuyện gì xảy ra phải không có thể tôi có thể giúp được đấy mũi tôi hơi ngấy răng rắc cười chửi đi mà sao anh muốn làm cha tôi thế hả Mẹ tôi không đồng ý. Vậy anh cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Với trình độ hiện tại của anh, anh chỉ cần chuyển việc đi là được rồi, không cần phải giả bộ làm nửa vị trí với tôi. Anh sợ rằng nếu anh bỏ đi, tôi không tìm được người thay thế anh ngay lập tức. Tôi là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật, cũng chịu trách nhiệm chính. Anh lo rằng điều đó sẽ ảnh hưởng tới tôi phải không? Tôi không muốn giải thích. Quay người bỏ đi, Đường Hữu Đức giận dữ. Anh có việc gì giấu tôi sao? Anh nói rõ cho tôi nghe. Tôi im lặng một lát, rồi bất ngờ cười nhẹ ông Đường à, anh nói đúng một điều, nhiều năm nay tôi do anh dìu dắt, không chỉ riêng tôi, 90% bộ phận kỹ thuật do anh đào tạo. Nếu không có một người đứng đầu giỏi như anh, chúng tôi trong bộ phận kỹ thuật không thể có cuộc sống yên bình và đãi ngộ như bây trong giờ. Trong lòng tôi Dương Đại Bảo, mặc dù anh hay chửi bậy, nhưng ông có thể coi là anh trai tốt, anh cũng nói tôi sẽ không gây khó cho anh, nhưng anh cũng đừng hỏi quá nhiều, ít nhất là lúc này. Tôi không muốn nói. Từ giờ trở đi, tần suất tôi đến công ty có thể sẽ nhanh giảm đi, nhưng nếu bộ phận của chúng ta gặp vấn đề gì không xử lý nổi, anh vẫn có thể liên hệ tôi Dương Đại Bảo. Nếu gặp việc không xử lý nổi, anh vẫn có thể quay lại công ty. nhớ rằng miễn tôi vẫn làm PG, anh vẫn có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tôi gật đầu. Cười tê tê nói, được rồi. Vừa rời khỏi công ty, tôi đã đến thẳng cửa hàng bán túi sách độc quyền, lấy chiếc túi tôi đặt trước đêm qua, rồi mới không chậm trễ đến căn hộ của Hà Văn Hân và còn mang theo quà nữa. Lại cho tôi à? Cô nghĩ sao nhỉ? Tôi liền đưa túi quà trên tay cho Hà Văn Hân. Hà Văn Hân nhận lấy túi quà rất vui mừng. Nhanh lên để xem có gì hay ho trong đó. Hà Văn Hân lấy ra chiếc túi sách rồi đột nhiên im lặng. Sao thế? Không thích à? Hà Văn Hân ngước nhìn tôi, thích chứ? Đây là món quà đắt giá nhất tôi từng nhận được. Và Dương Đại bảo, anh chắc chưa bao giờ mua cho triệu viên viên đúng không? À ta không xứng đáng, không xứng đáng. Vậy tôi mới xứng chứ nhỉ? Theo quan điểm của tôi, chiếc túi này rất hợp với cô, rất phù hợp với khí chất của cô. Hà Văn Hân cầm chiếc túi, mặt đỏ lượng ngay lập tức, tràn ngập nụ cười hạnh phúc với Dương Đại Bảo. Anh tốt với em như vậy, định bảo em đến đáp anh thế nào đây? Hiến thân cho anh thì sao nhỉ? Tôi nghĩ có thể thú vị hơn nữa đấy. Ví dụ như mặc bộ đồ mèo rồi trình diễn cho tôi xem chẳng hạn. Hai tiếng sau, Hà Văn Hân dựa vào người tôi hỏi. Dương Đại Bảo, sao anh không ly hôn với Triệu Viên Viên? À ta đã sụp đổ hoàn toàn rồi. Lúc này chỉ cần anh đề nghị ly hôn, cũng đủ để gây cho ả à ta một đòn chí mạng đó bây giờ chưa phải lúc tôi muốn cho gia đình triệu viên viên sụp đổ hoàn toàn rồi tự tay đưa ả à vào bệnh viện tâm thần dương đại bảo em nhận ra em hiểu anh ngày càng ít đi em không biết anh định làm gì tiếp theo đây em chỉ nhắc anh một câu thôi anh trước đây là một người đàn ông tốt đừng vì một con đĩ triệu viên viên như vậy mà từ một cực đoan hoàn toàn chuyển sang cực đoan khác à ta không xứng đáng đâu yên tâm đi cho dù không tính đến bản thân tôi cũng phải cân nhắc cho cô chứ nghe thấy điều này trái tim hà văn hân cuối cùng cũng thả lỏng xuống cô ấy thực sự lo sợ tôi tự mình xa lầy vào đó lúc này tôi lại mở miệng nói triệu khai thái định cho tôi dần dần tiếp quản nhà máy gỗ của ông ấy ngày mai tôi sẽ đến nhà máy gỗ rồi tại sao ông ấy lại cho anh tiếp quản cho dù triệu viên viên còn đi đò có không được nhưng triệu khai thái có một người con trai mà tôi gần như quên mất trước đây triệu viên viên từng nói cậu em trai cô ta là kiểu điển hình không thể nào cứu vãn được Triệu Khai Thái định dùng nhà máy gỗ để dụ dỗ anh, cứ vãn cuộc hôn nhân của con gái ông ấy. Đúng, cô vẫn làm kế toán ở công ty phải không? Có biết làm sổ sách không đấy? Phía nhà máy gỗ có thể sẽ cần đến sự giúp đỡ của cô. Hà Văn Hân có chút im lặng, Dương Đại Bảo à, em đoán chừng hiểu ý anh rồi, nhưng xin lỗi, em không thể giúp được phần này, bởi vì em đã định rời đi rồi. Rời đi? Em định đi đâu? Em vẫn chưa nghĩ ra. Đi đâu tính đến đó, nói chung là em đã quyết định rồi, em sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian. Nhưng chúng ta vẫn chưa làm cho Triệu Viên Viên và tên Tiêu Khải đó phải trả giá đắt cho việc làm với đôi tình nhân cầu hoang đó mà lúc này hà văn hân bất ngờ rơi nước mắt mất bình tĩnh hét tỏ thách thức tôi dương đại bảo trong lòng anh chỉ có báo thù nhưng liệu anh có bao giờ nghĩ đến trong khoảng thời gian gần đây áp lực trong lòng em đã lớn đến mức nào không anh có nghĩ đến không nhìn hà văn hân khóc nức nở tôi đột nhiên im lặng hà văn hân vốn chỉ là một cô gái bình thường gặp chuyện hôn phu và bạn thân như thế cô ấy không sụp đổ ngay lập tức đã đánh. là điều hiếm có rồi hướng hồ hà văn hân còn luôn hỗ trợ tôi và tại đám cưới của mình tự tay vạch trần sự thật về tiêu khải và triệu viên viên xin lỗi tôi đã bỏ qua cô không phải bỏ qua em đâu Dương Đại Bảo, anh hãy tự hỏi lòng mình đi. Trong lòng anh, em có thực sự tồn tại không? Trong mắt anh, em có thực sự quan trọng không? Tôi mắt trợn trắng ra, hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi này. Hà Văn Hân tự giễu cười, giống như em đã nói lúc đầu đó. Trong mắt anh, em chỉ là một quân cờ. Một đối tượng để sử dụng thôi, anh chỉ muốn lợi dụng em để báo thù Triệu Viên Viên và Tiêu Khải. Đúng không? Lúc này, Hà Văn Hân lại chỉ vào chiếc túi sách tôi mua cho cô ấy. Chiếc túi này giá trị không rẻ, em rất thích nó. Em cũng rất hy vọng việc anh có thể mua loại túi này cho em đã chứng tỏ em có vị trí trong lòng anh rồi em hy vọng là như vậy nhưng việc anh mua túi cho em cũng chỉ là để gian chân em thôi rồi tiếp tục lợi dụng em để thực hiện mục đích báo thù triệu viên viên và tiêu khải của anh phải thôi. chăng không phải vậy sao lúc này tôi chìm vào im lặng nhưng hà văn hân đột nhiên thay đổi hoàn toàn thực ra em không trách anh đâu cuối cùng lý do chúng ta ở bên nhau ngay từ đầu đã là vì báo thù mà thôi chính vì chúng ta có một số đối tượng báo thù chung trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế nếu anh nói anh quan tâm đến em nhiều đến thế em cũng sẽ không tin đâu Em tin rằng đó chỉ là vì anh muốn giam chân em nên mới cố tỏ ra quan tâm đến em thôi. Rất nhiều lúc, sau khi trải qua một số việc, con người có thể trưởng thành hoặc sụp đổ chỉ sau một đêm. Dương Đại Bảo à, em đây không còn là cô gái ngây thơ ngày nào nữa đâu. Chúc mừng em nhé, em đã trưởng thành rồi đó. Tôi nhìn Hà Văn Hân, đột nhiên cảm thấy tim mình có thắt mạnh. Rất đau, bởi vì Hà Văn Hân lúc này thực sự giống hệt như chính mình ngày nào. Sau khi im lặng không biết bao lâu, tôi khàn giọng hỏi, tôi phải thừa nhận, những gì cô nói đều là sự thật. Nhưng rồi sao? hay là cô sẽ tha cho Tiêu Khải và Triệu Viên Viên, cặp tình nhân chó đấy Dương Đại Bảo à, em khác anh. Đối với em mà nói, việc phơi bày video ở đám cưới và tại công ty làm cho Triệu Viên Viên sụp đổ hoàn làm toàn làm cho Tiêu Khải hoàn toàn trở thành một thằng khốn. Đối với em, điểm dừng ở đây đã quá đủ rồi. Cuối cùng, giữa em và Tiêu Khải vốn không có quá nhiều tình cảm sâu đậm gì. Chỉ vì con đĩ Triệu Viên Viên thôi mà em sẽ không tự hành hạ bản thân vì một con đĩ như vậy đâu. Em đã nói rồi, hắn ta không xứng đáng. Em sẽ tiếp tục thuê căn hộ này. Sau này nếu không có nơi để đi em vẫn có thể đến đây có một ngày khi em cảm thấy mình đủ khả năng đối mặt lại với anh khi em chắc chắn cần đến anh rồi em chắc chắn sẽ quay lại dương đại bảo bảo trọng nhé nói câu đó xong hà văn hân đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ rồi quyết đoán quay đi không do dự không hề do dự chút nào cũng không hề có tin nhắn nào từ hà văn hân gửi cho tôi người tình của em là một anh hùng thiên hạ một ngày nào đó anh ấy sẽ cưới em trên đám mây rực rỡ dương đại bảo nếu anh không chịu cưới em thì tin em đi có một ngày nào đó, khi em cảm thấy mình đủ tư cách để cưới anh rồi. Em sẽ cưới anh trên đám mây rực rỡ ấy. Được, em chờ anh nhé. Bảo trọng nhé, nhớ rằng, ở thành phố này có một người đàn ông sẽ mãi chờ em. Sau khi tạm biệt Hà Văn Hân, tôi đã tắm rửa rồi đến bệnh viện. Tôi nhìn mẹ vợ. Trên mặt lộ vẻ hơi có chút dày dứt. Mẹ à, hôm nay con đi công ty xử lý việc, lại gặp thêm một số vấn đề khác. Mới xong việc con đến muộn, ba có ngủ chưa? Hôm nay thế nào? Có khá hơn không? Triệu viên viên và bà ấy nhìn tôi trước mặt, trong lòng năm vị tạp trần. Dương Đại Bảo, hôm nay con đi công ty, là để chuẩn bị đi nhà máy gỗ phải không? Lãnh đạo công ty con có gây khó dễ cho con không? Con đừng cứ một mình chịu đựng như thế. Nói cho mẹ biết đi, mẹ có lẽ không giúp được gì cho con, nhưng cũng có thể giúp con thoải mái hơn chứ nhỉ? Mẹ, cấp trên của con đối xử rất tốt với con mà. Thật sự không ai gây khó dễ cho con cả đâu. Đó là sự thật đấy. Nhưng chính vì thế, bà Chu Lư càng tin chắc rằng hôm nay ở công ty tôi không ít khổ sở. Bà Chu Lư ra hiệu cho Triệu Viên Viên lại đây. Viên Viên à, mẹ ở bệnh viện trong trường là được rồi không cần tất cả mọi người đều ở đây dương đại bảo đã đến đón con rồi con hãy về nhà cùng anh ấy đi triệu viên viên nhanh chóng tiến lại chồng à tôi xem bà một chút nhé rồi cùng nhau về thôi triệu viên viên vui mừng khôn xiết ban đầu cô ấy nghĩ là tôi sẽ không để ý đến mình nào ngờ tôi lại thay đổi thái độ như vậy đối với triệu viên viên mà nói thật sự là một bất ngờ vui vẻ tôi nhìn triệu khai thái trong phòng bệnh rồi đưa triệu viên viên ra ngoài một trước một sau tôi vừa bước ra triệu khai thái liền đứng dậy ngay sau đó bà chu lư nhìn ông ta một cái nói với chút trách móc tiếp theo dương đại bảo sẽ đi công ty gỗ hôm nay cậu ấy đi công ty chắc là đi xin nghỉ hoặc nghỉ việc chắc chắn không ít bị cấp trên khó dễ ông cố ý giả vờ ngủ để ép cậu ấy làm gì tôi chỉ muốn xem cậu ấy thêm lần nữa thôi tôi vẫn nghi ngờ chuyện video có liên quan đến dương đại bảo tôi có hỏi ý kiến một số người họ bảo người đăng video nhất định là cao thủ và dương đại bảo vừa là lập trình viên lại còn rất giỏi kỹ thuật hoàn toàn có khả năng làm được điều đó và cũng có động cơ để thực hiện việc này bởi vì cậu ấy muốn qua việc này để trả thù con gái chúng ta hiểu chưa Nghe thế, mặt bà Chu Lư trùng xuống. Điều đó không thể, làm sao có thể thế? Dương Đại Bảo là đứa trẻ ngoan. Nếu không, lúc trước tôi đã không đồng ý gả Viên Viên cho cậu ấy rồi. Chẳng phải là vì thấy cậu ấy hiền lành sao? Không nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bắt nạt Viên Viên của chúng ta sao? Làm sao cậu ấy có thể làm ra chuyện như thế? Triệu Khai Thái không nhịn được cau mày lại. Ông làm ăn hơn 20 năm rồi, đã gặp biết bao người, tự nhận mình nhận biết rõ người, ông cảm thấy mình không thể nhìn lầm được. Ông cũng cảm thấy Dương Đại Bảo là người chân thật, tôi chỉ đang nêu ra một sự thật. Dương Đại Bảo, thực sự có khả năng và động cơ để làm chuyện đó tuy nhiên hôm nay viên viên lại nói với tôi rằng người đăng video đó rất có thể chính là hà văn hân vậy mà ông còn ở đây làm nhảm với tôi làm gì dù sao tôi cũng cảm thấy dương đại bảo không phải là người như thế hơn nữa nếu thực sự tất cả mọi chuyện đều do dương đại bảo gây ra lúc này đây cậu ấy cần gì phải chạy đi chạy lại vất vả thể hiện lòng hiếu thuận ở bệnh viện thế cậu ấy hoàn toàn có thể vỗ tay cười vui sướng Nhưng cả nhà chúng ta chịu trò cười lần nằm viện này của ông chính con trai ruột của chúng ta còn phải trông cậy toàn dựa vào con rể mà ông còn nghi ngờ gì dương đại bảo nữa nói tới đây bà chu lưu dừng lại một chút mới tiếp tục đâu phải tôi không thương viên viên nhưng lần này việc này thực sự là lỗi của viên viên lão triệu ông làm ăn quá lâu nên ngủ ngốc rồi à tôi cảnh cáo ông đấy ông đừng áp dụng cái bộ đôi bịt người của việc làm ăn vào người trong nhà nếu không tôi không dễ dàng buông tha cho ông đâu triệu khai thái im lặng một lúc phải rồi có lẽ tôi nghĩ nhiều quá nói rồi triệu khai thái lấy lại bình tĩnh một chút nhắm mắt lại nói thêm dương đại bảo không phải đi thẳng từ công ty tới đây đâu lúc cậu ấy vừa đứng dậy tôi ngửi thấy mùi dầu gội đầu đây là bệnh viện mà tôi chắc chắn là mình không ngửi nhầm đâu bà chu lư nhân mày lên ngay lập tức ông muốn nói gì vậy bà đừng hiểu lầm ý tôi là hôm nay dương đại bảo chắc chắn khổ sở không ít nhưng cậu ấy sợ chúng ta nhìn ra sẽ lo lắng cho cậu ấy vì vậy trước khi đến đây cậu ấy cố ý tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến thành ý lắm tấm lòng này của cậu ấy tôi phải ghi nhận nghe thế trên mặt bà chu lư mới lộ ra một nụ cười nhẹ phải công nhận là ông có lương tâm nói chung tôi nói với ông sau mấy ngày gần gũi tôi càng thêm xác nhận dương đại bảo là một người con rể tốt viên viên đã làm tổn thương cậu ấy rồi làm cha mẹ Chúng ta tuyệt đối không thể đối xử tệ với người ta được, đó cũng quá là bắt nạt người lương thiện rồi. Được, tối nay tôi gọi điện thoại sắp xếp. Trong thời gian tôi nằm viện, nhà máy gỗ sẽ giao cho cậu ấy quản lý, đến khi tôi xuất viện, tôi sẽ trực tiếp đào tạo cậu ấy trở thành một giám đốc nhà máy đúng chuẩn. Bà Chu Lư do dự không nói, Triệu Khai Thái hơi mất kiên nhẫn, "Nói bà còn muốn nói gì nữa đấy? Điều tôi ghét nhất chính là kiểu muốn nói mà không nói của bà." "Ý tôi là, ông đừng thật sự coi dương đại bảo là người kế nhiệm của ông để đào tạo ngay cả khi dương đại bảo sau này thực sự trở thành giám đốc thì cậu ấy cũng chỉ là người làm công cho nhà mình chăm thôi. sóc thì có chăm sóc nhưng cậu ta cũng không phải con đẻ của tôi cuối cùng cậu ấy vẫn chỉ là con rể thôi mà tôi có con trai ruột rồi tôi sợ sau này lấy ái ép cậu ấy không nổi đâu thôi cứ yên tâm đi ngay cả khi dương đại bảo sau này thật sự trở thành giám đốc thì cậu ấy cũng chỉ là người làm công cho nhà mình thôi muốn cướp vị trí của con trai tôi là điều không tưởng bà quên rằng nhà máy đó là tôi dựng lên từ đầu tới cuối đấy à là của tôi ai cũng không lấy đi được đâu nói tới đây Triệu Khai Thái quay đầu nhìn bà Chu Lư, tôi đã nghĩ kỹ rồi, khi xuất viện, tôi sẽ cổ phần hóa công ty. Lúc đó chúng ta sẽ nắm giữ phần lớn cổ phần trong tay người nhà, tôi sẽ giữ phần lớn, con trai tôi giữ phần nhỏ. Tôi đã nói rồi đấy, Dương Đại Bảo, cho dù có một ngày thực sự trở thành giám đốc, thì với phần cổ phần nhỏ bé của mình, cậu ấy vẫn chỉ là người làm công cho nhà mình thôi. Mê mông tôi cảm thấy rất tốt. Lão Triệu, ông vẫn giỏi lắm. Triệu Khai Thái cười khẩy, trên mặt lộ vẻ hài lòng sâu sắc. Một bên khác, tôi và Triệu Viên Viên vừa về nhà, Triệu Viên Viên rót cho tôi một tách trà, anh à, chúng ta đã kết hôn được vài năm rồi, cũng nên có một đứa con rồi nhỉ. Tôi không để ý tới Triệu Viên Viên, cũng chẳng uống tách trà cổ rót. Triệu Viên Viên không muốn tự làm phiền mình, lại mở miệng một lần nữa. Anh à, em đi rửa mặt trước đây, anh cũng nghỉ sớm đi. Nói rồi Triệu Viên Viên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi liếc nhìn tách trà đã pha sẵn, miệng mai cười một tiếng. Triệu Viên Viên rửa giấy xong, nhảy tưng tưng từ phòng tắm ra. Tay cô còn cầm một ống sữa rửa mặt, cười tôi nói, anh à, trước đây em luôn nghĩ kem rửa mặt của đàn ông không tốt lắm, nhưng em vừa dùng thử của anh rồi, mới phát hiện cũng khá hiệu quả đấy chứ. Anh cũng mau đi rửa mặt đi. Lúc nói chuyện, Triệu Viên Viên đưa tiếp kem đánh răng cho tôi. Tôi không từ chối, móc ra ngay tay, thấy tôi lấy tiếp kem đánh răng, Triệu Viên Viên không khỏi sao xuyến trong lòng. Những lúc này, tôi qua ngay tay, ném tiếp kem đánh răng mà Triệu Viên Viên vừa đưa cho tôi vào thùng rác. Triệu Viên Viên run bần bật, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất. Dương Đại Bảo, anh làm gì vậy? Triệu Viên Viên vui vẻ đưa cho tôi chai sữa rửa mặt, nhưng tôi đã ném thẳng vào thùng rác. Dương Đại Bảo, anh làm gì vậy? Tôi hoàn toàn không để ý đến cô ấy. Tôi đứng dậy và đi thẳng vào phòng tắm. Triệu Viên Viên nhìn chằm chằm về phía phòng tắm, tức giận đến mức cực điểm. Cô ấy sắp nổ tung vì giận rồi. Trước đây cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên ngay tại chỗ, hoặc thậm chí là rất tức giận. Nhưng tiếc là sau khi sự thật vỡ lở, cô ấy đã mất đi sự thích thú đó. Trong tuyệt vọng, Triệu Viên Viên chỉ có thể tức tối đi vào phòng ngủ một cách lặng lẽ. Nhưng cô ấy đã không khóa cửa lại. Mặc dù gần đây Dương Đại Bảo luôn ở trong phòng làm việc, nhưng nếu anh ấy bỗng nhiên ngồi giận và nghĩ lại thì sao? Nghĩ đến đây, Triệu Viên Viên lập tức thay bộ đồ ngủ mà cô cho là đẹp nhất rồi chờ đợi trong im lặng không lâu sau sau khi rửa giày xong tôi đi thẳng vào phòng ngủ nghe thấy tiếng động triệu viên viên rất phấn khích đứng dậy cười với tôi anh yêu em nghĩ mẹ nói có lý hay là mình sinh con đi nhé tôi không biểu cảm mỉa mai một cách tàn nhẫn lúc em ở với tiêu khải em có chủ động như vậy với tiêu khải không sự nhiệt tình của triệu viên viên nhanh chóng nguội lạnh biểu cảm trên mặt cô ấy trở nên rất khó coi tại sao tại sao anh lại đối xử với em như vậy em biết đó là lỗi của em em thừa nhận mình đã sai nhưng em đã xin lỗi anh rồi mà anh còn muốn em làm gì nữa chứ tại sao anh vẫn không chịu tha thứ cho em điều đó thật sự vô liêm sỉ tới mức cực điểm em đã sai rồi em quay lại thừa nhận sai và xong chuyện kết thúc vậy theo em anh có thể đâm em một nhát rồi xin lỗi và không có chuyện gì xảy Thấy ra tôi sao tôi không nói gì triệu viên viên khóc lóc dương đại bảo tại sao anh không nói gì em văn anh hãy nói với em đi bây giờ anh thậm chí còn không chịu nói với em một câu tại sao chứ tại sao vậy em biết mình đã sai nhưng giá em phải trả có phải chưa đủ không tại sao anh vẫn cứ phải hành hạ em như thế này chứ tôi vẫn giữ im lặng đôi khi sự im lặng thể hiện sự đồng ý của phần lớn mọi người. Nếu anh không chịu tha thứ cho em, thì tại sao trước mặt bố mẹ em, anh lại tỏ ra hiếu thảo đến vậy chứ? À, em hiểu rồi, bố em vẫn đang nằm viện, anh không muốn bố em lo lắng phải không? Nhưng nếu anh có thể quan tâm đến bố mẹ em được như vậy, tại sao anh không thể tha thứ cho em, cho em một cơ hội? Dương Đại Bảo đối với em tính là van anh đấy, tôi vẫn giữ im lặng. Bỗng nhiên Triệu Viên Viên nhìn thẳng vào Dương Đại Bảo. Anh đúng là vì Tiêu Khải, thằng chó đẻ đó mà, lại đối xử với em như vậy sao? Em và anh đã kết hôn mà, anh mới là chồng của em đấy, anh làm vậy có xứng đáng làm chồng em không em với anh chưa xong đâu đấy không lâu sau triệu viên viên lại đột nhiên nói nhỏ với dương đại bảo em chưa bao giờ muốn phản bội anh cả em ngoại tình hoàn toàn là do anh luôn bận rộn em thực sự rất cô đơn cho nên mới phạm sai lầm như vậy anh tha thứ cho em nhé thấy tôi vẫn không nói gì triệu viên viên tức giận ngay tại chỗ dương đại bảo anh phải hiểu rõ điều này em còn trẻ xinh đẹp bố em ít nhất cũng có được trường làm ăn gia đình em ít nhất cũng là tỷ phú đó nha em có thể lấy được anh hoàn toàn là do mộ tổ anh có khói xanh mọc anh nên đừng người có ấy. không biết trân trọng người khác nha thấy tôi vẫn như vậy triệu viên viên lại trở nên ngoan ngoãn như một kẻ mất trí vậy dương đại bảo em thực sự rất thích anh đấy lúc đầu bố mẹ em cũng không đồng ý cho em lấy anh đâu chính em đã cường quyết lấy anh thôi xem như tình cảm này đi anh tha thứ cho em nhé em hứa là sẽ không bao giờ có lần sau nữa Dương Đại Bảo, mày cho là đem mặt ra để hớ không hả? Được thôi, ngày mai, ngày mai chúng ta sẽ làm thủ tục ly hôn. Mày là cái thứ quái gì chứ? Ly dị tao rồi, tao không tin mày còn có thể tìm được phụ nữ nào tốt hơn tao. Đồng ý cưới mày đâu? Giữa đêm khuya thế này, Triệu Viên Viên thỉnh thoảng lại dịu dàng, nhẹ nhàng, dùng tình cảm ngày xưa, dùng những kỷ niệm đẹp đẽ thời yêu đương để cầu xin tôi. Thỉnh thoảng lại mắng tôi thậm tệ, thỉnh thoảng lại kẻ khổ với tôi, Và xin tôi tha thứ. Hơn hai ba tiếng đồng hồ sau, Triệu Viên Viên kiệt sức rồi, cuối cùng thì cũng ngủ thiếp đi. Sang hôm sau, Triệu Viên Viên bừng tỉnh, phát hiện tôi đã không còn ở đó nữa một cảm giác mất mát đột ngột đập đến hối hận ruột gan đều hối hận cả rồi nửa tiếng sau triệu viên viên thức dậy rửa mặt rồi bắt đầu nấu ăn khi tôi thức dậy triệu viên viên đã nấu xong bữa sáng rồi thấy tôi ra ngoài triệu viên viên rẻ dặt nói anh yêu em đã làm sữa nóng và bánh mì đen anh có muốn thử không tôi không biểu cảm gì tôi đi xuống mua sữa đậu nành và bánh ướt rồi đem lên ăn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của triệu viên viên vậy tôi bắt đầu ăn một mình triệu viên viên đột nhiên im lặng cảm thấy sữa nóng và bánh mì đen cũng chẳng còn ngon lành gì. 10 giờ sáng, tôi và Triệu Viên Viên đi đến bệnh viện, một trước một sau, bố vợ Triệu Khai Thái cười nói, Dương Đại Bảo, tôi đã báo trước với nhà máy gỗ rồi. Từ hôm nay, nhà máy gỗ sẽ giao cho cậu quản lý, tôi tin chắc cậu sẽ không làm tôi thất vọng đâu, phải không? Bố cứ yên tâm, con đã xin nghỉ phép với sếp rồi. Trong thời gian bố nằm viện, con sẽ thay bố quản lý tốt nhà máy gỗ. Bố cứ yên tâm điều trị bệnh. Triệu Khai Thái hài lòng mỉm cười, rồi nhìn sang Triệu Viên Viên, con nghỉ công việc đi. Đi cùng Dương Đại Bảo đến nhà máy gỗ. Triệu Viên Viên do dự một lát, rồi gật đầu nhẹ triệu khai thải nhíu mày nhưng cũng không hỏi thêm ông chỉ dặn thêm vài câu về nhà máy gỗ rồi bảo tôi ra về ba mẹ vợ chu lư rõ ràng nhận ra sự do dự của triệu viên viên lúc nãy ba kéo triệu viên viên ra hành lang hỏi nhỏ viên viên con sao thế đêm qua con vẫn ổn mà lại cãi nhau với dương đại bảo à triệu viên viên rất muốn nói nếu chỉ là cãi nhau thì cũng được vấn đề bây giờ là dương đại bảo ngay cả một lời cũng không buồn nói với cô nhưng khi sắp nói ra nhưng triệu viên viên đã cố gắng nghị lại bố cô vẫn phải tiếp tục nằm viện mẹ cô vẫn phải ở bệnh viện chăm sóc bố cô trong tình huống này nếu cô ta còn nói về cô ta và dương đại bảo nói với bố mẹ cô đó không phải là thêm phiền não cho ba mẹ cô sao không đâu con và dương đại bảo đã nói chuyện rồi anh ấy rất tốt với con con chỉ sợ dương đại bảo mới đến không giữ được đám người ở bãi gỗ chu lư nhìn triệu viên viên một cái không nên có vòng tròn của cha mình viên viên đừng chê mẹ lắm mồm cưới gà theo gà cưới chó theo chó lúc trước là con muốn gả cho dương đại bảo bây giờ anh ấy đã là chồng con và tôi rất hài lòng với con rể dương đại bảo con nên thật sự nên thú nhận tính tình đại tiểu thư của con đừng có động đậy mà dẫn mặt với dương đại bảo chuyện lần này là con sai dương đại bảo chịu áp lực rất lớn nói đến đây chu lơ thoáng dừng lại một chút sau đó mới tiếp tục nói mua thuốc bổ khi nào rảnh đi thăm mẹ chồng con đi một mình hắn nuôi lớn dương đại bảo thật không dễ dàng gì dương đại bảo cho dù không quan tâm đến người khác thế nào cũng quan tâm đến thái độ của mẹ chồng chỉ cần con là mẹ chồng hài lòng mẹ tin chắc dương đại bảo dù thế nào cũng sẽ không ly hôn với con đâu Mẹ là người trải qua rồi, đôi vợ chồng phải chung sống cả đời. Chỉ khi nào vợ chồng con hạnh phúc thì mới thực sự hạnh phúc, các thứ khác đều không quan trọng. Nhiều chuyện không nên tính toán kỹ càng. Có thể nhắm một mắt làm ngơ hoàn toàn được. Nhớ chưa? Mũi triệu viên viên hơi cay. Xin nưa đã khóc ngay tại chỗ. Vâng mẹ. Con đã ghi nhớ hết rồi. Rời bệnh viện. Tôi và triệu viên viên lái xe đến nhà máy gỗ trong khu công nghiệp ngoại ông. Nhà máy gỗ không lớn lắm, nhưng khá đầy đủ. Công nhân cũng rất bận rộn, trong nhà máy, vài người thú hạ đắc lực của Triệu Khai Thái đã nhận được thông báo từ trước, biết tôi là con rể của Triệu Khai Thái cũng không dám khó dễ tôi, mà dẫn tôi đi tham quan cả nhà máy gỗ và giới thiệu sơ qua cách vận hành hiện tại của nhà máy, nhưng điều tôi không chú ý là một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp trong nhà máy, cứ lén lén theo dõi tôi, người phụ nữ cầm điện thoại chụp ảnh lưng tôi từ xa rồi gửi một tin nhắn. "Chưa, tôi tự bỏ tiền." Mời mấy người đi ăn trưa ở nhà hàng trong khu công nghiệp, cấp bậc nhà hàng không cao, nhưng phần ăn rất nhiều và chủ yếu là các món cứng rất phù hợp với nhu cầu của nhà máy ăn xong tôi quay lại nhà máy còn triệu viên viên thì đi thẳng về trung tâm thành phố một mình tôi vào văn phòng giám đốc nhà máy của triệu khai thái bắt đầu nghiên cứu tài liệu của nhà máy gỗ được hơn một tiếng rưỡi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên mời vào tiếp theo một người phụ nữ trẻ đầy cửa bước vào tôi nhìn người phụ nữ hỏi gắt cô là ai anh là con rể của triệu khai thái dương đại bảo phải không giới thiệu lại đi tôi là kế toán của nhà máy gỗ tên tôi là triệu nhất hiền tôi nhớ mày hỏi có chuyện gì à nụ cười trên mặt triệu nhất hiền không thay đổi cô ấy đóng cửa văn phòng lại và khóa trái cửa luôn rồi mới quay lại nhìn thẳng vào tôi cười tươi nói tôi chưa nói hết mà giới thiệu lại thêm lần nữa ngoài việc là kế toán của nhà máy gỗ tôi còn là con gái ngoài giả thú của triệu khai thái